Phân khu đảo dừa tại dự án Vinhome Ocean Park 2 thời gian gần đây được rất nhiều các khách hàng quan tâm, và chỉ tính là nửa đầu tháng 4 năm 2024 mà số lượng bán tại phân khu đảo dừa đã lên đến hàng trăm căn. Ùn ùn các ủy nhiệm chi đổ về các đại lý, thì vì sao mà phân khu đảo dừa tại Vinhome Ocean Park 2 lại hot như thế? Vậy thì mời quý cô chú anh chị xem hết video này của Thanh Thủy để có thêm thông tin tổng quan về phân khu đảo dừa, về các tiện ích và các loại hình căn đang được mở bán. Đừng quên nhấn nút theo dõi ở phía bên dưới để nhận những thông báo về các video mới nhất của Thanh Thủy nhé. Đầu tiên đó là vị trí của phân khu đảo dừa. Phân khu đảo dừa thì nằm dọc theo công viên Siêu Park của khu đô thị, tiếp sát với hai đường trục nội khu trọng điểm, đó là đường Đại Dương và đường Biển Xanh. Hai đường này thì đều là đường 30m. Đường Biển Xanh sẽ giúp cư dân đảo dừa dễ dàng kết nối với đường vành đai 3.5. Ở đây thì sẽ có các tiện ích như là trường học Vinschool, trung tâm thương mại Vincom, và đặc biệt dọc theo đường Biển Xanh đó là toàn bộ hệ thống công viên trung tâm GMPI. Còn với đường Đại Dương sẽ giúp cư dân đảo dừa dễ dàng kết nối với đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, còn rẽ sang phía bên tay phải đi dọc theo đường Đại Dương khoảng hơn 1 km nữa thì sẽ kết nối trực tiếp với hồ tạo sóng. Và vì sao mà đảo dừa lại có tên là đảo dừa? Bởi đây chính là một hòn đảo biệt lập được tách rời với phần còn lại của khu đô thị và được công viên ven sông Siêu Park bao trọn vẹn. Toàn bộ tất cả mọi thứ tiện ích của cư dân đảo dừa đều có thể được bao trọn trong một vành đai bảo vệ. Hiện nay Thanh Thủy đang đứng tại công viên trung tâm của đảo dừa. Ở đây thì có rất nhiều các tiện ích cao cấp dành cho cư dân, đặc biệt đó chính là bể bơi pha lê. Đây là một trong tứ đại kỳ quan của Vinhome Ocean Park 2. Điều đặc biệt của bể bơi pha lê đó là bể bơi 4 mùa thì có thể bơi được tất cả các mùa trong năm. Hơn thế nữa thì bể bơi pha lê lại chỉ dành riêng cho cư dân đảo dừa. Tức là sao? Nếu mà anh chị là cư dân của đảo dừa thì anh chị có thể sử dụng tất cả các bể bơi ngoài trời tại các phân khu như Hải Âu, Sao Biển. Nhưng với bể bơi pha lê thì chỉ có cư dân đảo dừa mới có thể sử dụng thôi, còn các cư dân của các phân khu khác thì lại không thể sử dụng trong này. Trừ trường hợp là các cư dân ở khu bên ngoài có bạn là cư dân ở đảo dừa và cư dân đảo dừa sẽ bảo lãnh vào đây sử dụng, nhưng mà vẫn phải trả tiền vé như bình thường. Tất cả các tiện ích khác của phân khu đảo dừa thì cũng đều được chủ đầu tư Vinhome đầu tư chỉn chu và cao cấp hơn. Ví dụ như là bếp nướng BBQ. So với các phân khu khác như phân khu Trà Là hoặc là phân khu Hải Âu thì Thanh Thủy thấy rằng là các bếp nướng thì sẽ đều chỉ có mái lá tre, các bàn sẽ để ngoài trời và khu rửa tay thì cũng sẽ là một khu rửa tay tập trung và ở xa. Thế nên khi di chuyển và sử dụng thì nó sẽ hơi bất tiện cho cư dân. Và nhất là BBQ thì sẽ là những cái hoạt động ở ngoài trời, khi thời tiết không thuận lợi thì sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của cư dân và cả gia đình của mình. Còn riêng với khu vực nướng BBQ ở phân khu đảo dừa thì chủ đầu tư đã set up bố trí toàn bộ tất cả các nhu cầu sử dụng của mình chỉ trong một chòi gỗ như thế này thôi, như là khu vực bếp nướng này, khu vực sơ chế ở phía bên kia và một bố trí sẵn một bàn có 6 ghế đáp ứng nhu cầu sử dụng cho từ 6 đến 8 người. Thì khi mà trong một chòi như thế này thì dù trời mưa hay trời nắng thì cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng và trải nghiệm của gia đình mình. Tại hai cụm công viên thì có đầy đủ các tiện ích là sân tập, sân chơi cho trẻ em, lối dạo bộ, vườn nướng BBQ, có mái che rất là đẳng cấp. Tất cả các tiện ích đều chỉn chu và sang trọng hơn rất nhiều so với các phân khu khác. Là khu khép kín được bảo vệ an ninh 24/7, kiểm soát ra vào để bảo vệ tối đa sự an toàn cho cư dân. Thanh Thủy thấy thì với đảo dừa sẽ có hai lối cổng ra vào có bảo vệ túc trực 24/7 để khi những lúc cư dân trở về nhà của mình sẽ không bị phụ thuộc vào một lối cửa ra vào gây ra ách tắc. Với phong cách thiết kế là kiến trúc Hy Lạp cổ điển, mang vẻ đẹp lịch lãm, quý phái và rất sang trọng. Đây cũng là kiến trúc Hy Lạp đã từng được ứng dụng tại phân khu Nguyệt Quế của Vinhome Riverside Harmony. Tổng diện tích của đảo dừa là 24,6 hectare, sở hữu 1.461 căn thấp tầng được phân chia thành 9 dãy và đa dạng các loại hình từ liền kề cho đến đơn lập. Hiện nay thì Thanh Thủy đang đứng trước một căn đơn lập của phân khu đảo dừa, và ở phân khu đảo dừa chỉ có 68 căn đơn lập. Thanh Thủy xin nhắc lại là chỉ có 68 căn đơn lập thôi. Số lượng quá là ít và chiếm chưa đến 5% của tổng cả phân khu. Và với số lượng ít như thế này thì Thanh Thủy tin chắc rằng là trong thời gian tới loại hình đơn lập của phân khu đảo dừa sẽ có một bước tăng giá đột phá. Thông thường các căn đơn lập thì sẽ nằm ở vị trí các đường trục hoặc là mặt sông, và đã thế thì lại còn là những căn góc, thế nên giá trị của nó lại cực kỳ hiếm. Và các diện tích
sẽ dao động từ 168 cho đến 282 mét, và các căn đơn lập đang còn mở bán tính tới thời điểm hiện nay giá đang dao động từ 30 cho đến 40 tỷ. Loại hình song lập thì có 81 căn, bao gồm các diện tích từ 120 mét cho đến 180 mét vuông và thuộc các dãy đảo Dừa 3, 5 và 8. Với loại hình song lập thì sẽ có xây dựng là 4 tầng và 1 tum, và ngay phía bên tay phải của Thanh Thủy đó chính là song lập thuộc dãy đảo Dừa 3 với vị trí view công viên trung tâm của đảo Dừa. Ngoài ra tại các dãy đảo Dừa 5 hay đảo Dừa 8 thì đều có các vị trí rất là đẹp, như đảo Dừa 8 thì là vị trí view toàn bộ khu vực công viên siêu bắc và bờ sông của phân khu đảo Dừa. Và giá bán của loại hình song lập tại phân khu đảo Dừa thì Thanh Thủy thấy hiện nay cũng đang rất là hợp lý, với giá chỉ từ hơn 16 tỷ cho đến 36 tỷ với phương án trả thẳng. Tứ lập bao gồm 328 căn biệt thự có diện tích từ 120 đến 150 mét, gồm 4 căn riêng biệt liền kề tạo thành một khối thống nhất, có thiết kế hài hòa, đẹp mắt. Và tứ lập thì sẽ có tỷ lệ xây dựng rơi vào từ 52 cho đến 55% và giá bán thấp nhất tại thời điểm này rơi vào khoảng 15 tỷ trên một căn. Chỗ mà Thanh Thủy đang đứng đó chính là đường trục chính của phân khu đảo Dừa, đường đảo Dừa, và đường này cũng là đường kết nối ra hai đường lớn, đó là đường Đại Dương và đường Biển Xanh, đi các khu tiện ích quan trọng khác của Vinhome như là hồ tạo sóng này, trường VinSchool hoặc là công viên trung tâm. Ở ngay phía bên tay trái của Thanh Thủy đó chính là các cái dãy liền kề, và các dãy liền kề thì sẽ có diện tích dao động từ 56 cho đến 80 mét. Ngoài ra thì sẽ có các căn liền kề góc với các diện tích từ 90 cho đến hơn 100 mét, và giá của các căn liền kề thấp nhất hiện nay với các căn 56 mét rơi vào khoảng hơn 7 tỷ. Theo đánh giá của Thanh Thủy, với một khuôn đầu tư chỉ khoảng hơn 7 tỷ như vậy thôi, để mình có thể sở hữu một căn nhà 4 tầng 1 tum với tổng sử dụng là hơn 200 mét trong một khu khép kín và toàn bộ các cái tiện ích ở đây, thì đây là một cái số tiền đầu tư bỏ ra rất là thấp. Shop House đảo Dừa có tất cả là 184 căn, diện tích dao động từ 80 cho đến 141 mét, nằm dọc theo hai tuyến đường, đó là đường đảo Dừa 9 và đường Đại Dương 30 mét. Các căn Shop House đảo Dừa đều có chiều cao 5 tầng, được thiết kế hiện đại với giá bán khoảng 13 tỷ trên một căn. Mong rằng với video này thì quý cô chú anh chị đã có thêm thông tin về các tiện ích và các loại hình đang được mở bán tại phân khu đảo Dừa. Nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu tìm hiểu bất kỳ một căn nào tại phân khu đảo Dừa thì hãy liên hệ với Thanh Thủy theo số điện thoại mà Thanh Thủy đang để ở trên màn hình nhé, để Thanh Thủy có thể hỗ trợ thông tin chi tiết và cụ thể nhất cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại tại các video tiếp theo.